một trong những nội dung trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi Thủ tướng về các vấn đề liên quan quy hoạch bán đảo Sơn Trà mới đây, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Thủ tướng tiếp tục xác định bán đảo Sơn Trà là một trong các khu du lịch quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 201 về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị Thủ tướng quan tâm về việc bảo tồn đa dạng sinh học, an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà, xem xét các kiến nghị của nhà đầu tư tại khu vực bán đảo Sơn Trà, giải quyết hài hòa lợi ích của nhà đầu tư trong khuôn khổ lợi ích chung của cộng đồng theo hướng phát triển bền vững.